Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 1, bài 55 mét vuông, trang 65. Mét vuông là đơn vị đo diện tích. Chúng ta sẽ đi làm các bài tập để củng cố về đơn vị đo diện tích này nhé. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống. Ở bài tập 1 là một bảng gồm hai cột. Cột thứ nhất là đọc số, cột thứ hai là viết số. Nhiệm vụ của các con chúng ta sẽ điền số hoặc chữ vào các ô trống này cho thích hợp. Ở dòng thứ nhất, cho cách đọc số 1952 m², chúng ta viết cách viết số vào ô trống này, vào cột viết số 1952 m². Cô giáo viết thành số 1952 m². Mét vuông chúng ta viết tắt thành chữ M và mũ 2 ở trên bên phải. Chữ M. Tiếp theo cho cách đọc số 2020 m². 2020 m². Chúng ta viết thành số 2020 mét vuông. Viết tắt. Dòng thứ 3 cho cách viết số 1969 m². Bây giờ chúng mình viết cách đọc số sang cột bên tay trái. 1969 chúng ta đọc là 1969 m².1969 m². Tiếp theo, dòng thứ tư cho cách viết số 4000 dm². Chúng ta viết cách đọc số là 4000 dm². 4000 dm². Và dòng cuối cùng cho cách đọc số 911 cm². Chúng ta viết cách viết số là 911 cm². 911 cm. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Quan sát bài tập 2 là chúng ta sẽ đổi các đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn thành đơn vị bé và từ đơn vị bé thành đơn vị lớn. Ở bài chúng ta có 3 cột. Đầu tiên chúng ta làm bài cột thứ nhất. 6 m² bằng chấm chấm dm². Như vậy chúng ta sẽ đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn thành đơn vị bé. Dm² và mét vuông là hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau. 1 m² bằng 100 dm². Ở đây chúng ta có 6 m². 6 m² thì sẽ bằng 100 nhân 6 bằng 600 dm². Như vậy chúng ta điền vào chỗ chấm là 600. Cột thứ hai, phép tính thứ hai, 500 dm² bằng chấm chấm mét vuông.
Như vậy ở đây chúng ta sẽ đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị nhỏ thành đơn vị lớn. Đổi từ đơn vị nhỏ thành đơn vị lớn thì chúng ta làm tính chia, đúng không? Vì từ đơn vị lớn thành đơn vị nhỏ chúng ta làm tính nhân rồi. 1 decimet vuông. 1 decimet vuông này thì sẽ bằng 1 phần 100 mét vuông. Ở đây chúng ta có 500 decimet vuông, 500 decimet vuông thì sẽ bằng 500 chia cho 100 thì sẽ bằng 5 mét vuông. Bằng 5 mét vuông. Như vậy số điền vào chỗ chấm là 5. 500 decimet vuông bằng 5 mét vuông. Tiếp tục chúng mình chuyển cột 2. 990 mét vuông bằng chấm chấm decimet vuông. Như vậy đổi từ đơn vị lớn thành đơn vị nhỏ, chúng ta sẽ lấy 990 nhân với 100. Nhân một số tự nhiên với 100 thì ta chỉ việc viết hai chữ số 0 vào bên phải cái số đó. 990 và viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số 990, ta được 99.000. 990 mét vuông bằng 99.000 decimet vuông. 2.500 decimet vuông bằng chấm chấm mét vuông. Đổi từ đơn vị nhỏ thành đơn vị lớn đây, số đo diện tích. Ta sẽ lấy 2.500 chia cho 100. Tức là ta sẽ bỏ hai chữ số 0 bên phải số 2.500, chúng ta được 25 mét vuông. Tiếp tục, 11.000 mét vuông bằng chấm chấm centimet vuông. Đấy, như vậy ở cái phép tính đổi này chúng ta thấy là nó khác với các phép tính vừa rồi. Bởi vì từ mét vuông đến centimet vuông nó còn cách một đơn vị đo mét vuông nữa, đó là decimet vuông. 1 mét vuông thì bằng 10.000. Đấy, bằng 10.000 centimet vuông. Đấy, bởi vì 1 mét vuông này xong thêm 2 chữ số 0 nhân 100 thì được 100, nhân với 100 nữa thì bằng 10.000. 1 mét vuông bằng 10.000 centimet vuông. Ở đây có 11 mét vuông thì sẽ bằng 10.000 nhân với 11 thì chúng ta bằng 110.000. 100. Đấy, bằng 110.000. 11 và ta thêm 4 chữ số 0 bằng 110.000 centimet vuông. Chúng ta điền vào chỗ chấm là 110.000 centimet vuông. 15 decimet vuông 2 centimet vuông bằng chấm chấm centimet vuông. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đổi hai đơn vị đo diện tích là decimet vuông và centimet vuông thành một đơn vị đo diện tích là centimet vuông. 15 decimet vuông 2 centimet vuông bằng chấm chấm centimet vuông. Hai centimet vuông chúng ta giữ nguyên, chúng ta chỉ đổi 15 decimet vuông thì bằng gì nè? 1 decimet vuông bằng 100 centimet vuông. 15 decimet vuông chúng ta sẽ lấy 15 nhân với 100 bằng 1.500 centimet vuông cộng với 2 centimet vuông. 1.500 cộng với 2 bằng 1.502 centimet vuông. Như vậy số điền vào chỗ chấm là 1.502 centimet vuông. Bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị nhỏ thành đơn vị lớn và từ đơn vị lớn thành đơn vị nhỏ. Tiếp tục chúng mình chuyển bài tập 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 80m, tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó. Bài toán rất đơn giản đúng không các con? Biết số đo chiều dài và số đo chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc áp dụng công thức tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó, của hình chữ nhật, để chúng ta tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó. Trước tiên chúng ta tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật.
Muốn tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng một đơn vị đo, rồi tất cả nhân với 2. Tức là ta lấy 150 cộng với 80 rồi nhân với 2. Tính diện tích của hình chữ nhật. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Ta sẽ lấy 150 nhân với 80. Phép tính đầu tiên là tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật. Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là mở ngoặc 150 cộng 80, đóng ngoặc tất cả nhân với 2. Một trăm năm mươi cộng 80, không cộng không bằng không, 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1, nhớ 1 xong 1 thành 2, thành 230. 230 chúng ta nhân với 2. Đây là phép nhân một số với số có một chữ số. 2 nhân 0 bằng 0, 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 2 bằng 4. Như vậy bằng 460. Đơn vị là mét. Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là 460 mét. Bây giờ tiếp theo chúng ta tính diện tích. Câu trả lời là diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là chiều dài là 150 nhân chiều rộng 80. 150 nhân với 80 đây là phép nhân có tận cùng là chữ số 0, phải không? Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 thì chúng ta chỉ việc nhân 15 nhân với 8 và thêm hai chữ số 0 vào tích vừa tìm được. 8 x 5 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 8 x 1 bằng 8, nhớ 4 bằng 12. Sau đó chúng ta đếm ở hai thừa số có 1, hai chữ số 0 ta viết vào bên phải tích vừa tìm được. Như vậy ta được kết quả bằng 12.000. mét vuông. Đáp số chu vi là 460 mét, diện tích mười hai nghìn mét vuông. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 4. Diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây. Đấy, tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây. Cô giáo mời các con quan sát. Đấy, cái miếng bìa có kích thước như thế này. Chúng ta quan sát thì cái miếng bìa này nó cũng không phải là hình chữ nhật và cũng không phải là hình vuông. Làm thế nào để chúng ta tính được diện tích của cái miếng bìa và có các kích thước cụ thể như thế này? Đấy, muốn tính được diện tích miếng bìa này thì có rất nhiều cách. Một là cô giáo sẽ chia cái miếng bìa đó thành hai hình chữ nhật. Đấy, hình chữ nhật theo chiều ngang cô giáo sẽ kẻ thêm dòng kẻ sang thế đây. Nối thì thành hai hình chữ nhật lớn và hình chữ nhật bé. Hoặc cách nữa là cô giáo sẽ kẻ... Đấy, kẻ một đường kẻ nối từ đây xuống thành cũng thành hai hình chữ nhật, đúng không? Đấy, cũng thành hai hình chữ nhật.
chúng ta tính diện tích của hai hình chữ nhật này xong chúng ta cộng lại. Hoặc là chúng ta sẽ nối, đấy, nối đoạn này thành một hình chữ nhật lớn. Đấy, sau chúng ta tính diện tích hình chữ nhật lớn. Sau chúng ta tính cái diện tích hình chữ nhật mà nối thêm này, phụ này. Sau chúng ta trừ đi diện tích phụ này đi. Thì chúng ta cũng ra được cái diện tích của miếng bìa này. Thế bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta cách là chúng ta sẽ nối. Đấy, dùng thước kẻ chúng ta sẽ nối theo chiều dọc. Cô giáo nối theo chiều dọc này thì được hai hình chữ nhật, và cô giáo đặt tên cái hình bên tay trái này là hình 1 và hình bên tay phải này là hình 2. Đấy, hoặc là chúng ta có thể đặt tên các hình chữ nhật này cũng được, nhưng cô giáo viết gọn là hình chữ nhật 1 và hình chữ nhật 2. Sau khi tính được diện tích của hai hình chữ nhật này, chúng ta cộng vào thì chúng ta sẽ ra diện tích của cái miếng bìa theo hình như thế này. Trước tiên chúng ta tính diện tích của miếng bìa hình chữ nhật 1. Miếng bìa hình chữ nhật 1 thì chúng ta đây là hình chữ nhật, phải không? Muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài của miếng bìa hình chữ nhật 1 là 10, chiều rộng của hình chữ nhật 1 là 9. Chúng ta sẽ lấy 10 nhân 9. Đấy. Còn hình chữ nhật thứ hai, chúng ta quan sát. Đây là chiều dài và đây là chiều rộng. Đấy. Chiều dài chưa biết và chiều rộng cũng chưa biết, nhưng chúng ta sẽ tính được chiều dài. Chúng ta quan sát này, cả cái đoạn này đấy, đến đây là bao nhiêu? Là 21 đấy, kích thước bài đã cho. Còn chiều rộng đấy, chiều rộng đây và chiều rộng đây đấy. Mà chiều rộng thì cả cái đoạn dài này đấy, cái đoạn dài này chính là bằng đoạn này, đúng không? Đấy, là 10 cm. Cả đoạn dài này là 10 cm, mà đoạn ngắn này là 3 cm. Vậy thì đoạn còn lại chúng ta sẽ lấy 10 trừ 3 bằng 7. Thế tính được chiều dài, tính được chiều rộng rồi thì chúng ta sẽ tính diện tích của cái miếng bìa hình chữ nhật 2 này. Rồi chúng ta sẽ cộng diện tích hai miếng bìa lại. Trước tiên chúng ta tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật 1. Diện tích miếng bìa hình chữ nhật 1 là chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 10 nhân chiều rộng là 9. 10 nhân 9 bằng 90. Đơn vị là gì? Cm vuông. Tiếp theo, với hình diện tích hình chữ nhật 2 thì đầu tiên chúng ta tính chiều dài của miếng bìa hình chữ nhật 2. Chúng ta lấy 21. Chúng ta trừ đi mấy nhỉ? 21 trừ đi 9, đấy không? Đấy, 21 chúng ta trừ đi đoạn này là 9. 21 cả cái đoạn dài này là 21 và đoạn từ đây đến đây là 9. 21 trừ đi 9 thì bằng 12 cm. Tiếp tục chúng ta tính chiều rộng của hình của miếng bìa hình chữ nhật 2. Chiều rộng của miếng bìa hình chữ nhật 2 là chúng ta sẽ lấy gì?
10 trừ đi 3. 10 trừ 3 bằng 7 cm. Giờ tiếp theo chúng ta tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật 2. Diện tích miếng bìa hình chữ nhật 2 là chiều dài là 12, chiều rộng là 7. Chúng ta nhân vào. 12 x 7, 7 x 2 bằng 14. Viết 4 nhớ 1, 7 x 1 là 7, nhớ 1 là 8. Như vậy diện tích của miếng bìa hình chữ nhật 2 là 84 cm². Đấy, bây giờ chúng ta cộng cái diện tích của hai miếng bìa lại thôi. Và câu trả lời là diện tích của miếng bìa là 90 cộng với 84 bằng 4 cộng 0 bằng 4, 9 cộng 8 bằng 17. Như vậy diện tích của miếng bìa bằng 174 cm², và đáp số. Chỗ này là giấy nó hơi hẹp, các con chịu khó quan sát nhé. Đáp số một trăm bảy mươi bốn cm². Như vậy 4 bài tập vừa rồi chúng mình đã củng cố về đơn vị đo diện tích, đó là mét vuông, và chúng ta cũng áp dụng làm các bài tập có liên quan về đơn vị đo mét vuông. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.